Hello, xin chào cả anh em, chào mừng anh em đến kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em một chiếc Vario 125 style học sinh. Trước phần đầu trước đầu thì chủ xe có cũng không chuẩn bị nhiều, cũng heo zin để zin chỉ lên được mấy ngóc titan xanh lục bảo, mâm vỏ rồi cặp mâm zin, bánh thì cũng bánh zin, bánh đầu đi 80-90, rồi đầu trên thì cũng như zin bình thường thôi. Hôm nay thì Vario, bản tên Vario kèm theo hai ngóc titan, đầu thì tem, rồi đầu thì phần đầu thì cũng zin bình thường thôi, nên được hai ngóc. Rồi đến phần bánh sau thì cũng zin bình thường. Chúng ta chuẩn bị được cái TSS bình dầu. Nên ốc chung mà xe này cũng xe học sinh nè, xe zin. Ở đây thì bị cái nhớt ốc bô zin rồi. Tiếp đến phần qua đây tiếp đến là phần chất bô cho anh em nha. Anh em lấy ra, qua đây mà. Dạ ơi, chúng mình hồi xe 125. Clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Anh em hãy nếu thấy hay cho một like và đăng ký kênh nha em ạ. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen.